Chào tất cả anh em nhé. Chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Soi Cầu Miền Bắc của mình. Và kênh của mình là Long Mạch XMB. Hàng ngày thì mình sẽ chia sẻ cũng như gửi đến tất cả mọi người vị trí của dàn đề 20 số, lô khung 2 số cùng với những cầu lô, cầu đề siêu chuẩn và bất bại. Mình sẽ chia sẻ cho mọi người tham khảo hàng ngày từ thứ hai cho đến ngày chủ nhật. Và có một cái chi tiết nhỏ muốn gửi tất cả mọi người đang theo dõi video đây, đó chính là cái lịch mở thưởng của các thứ trong tuần. Thì đối với ngày thứ 2 và thứ 5 sẽ mở thưởng tại Hà Nội, thứ 3 tại Quảng Ninh, thứ 4 tại Bắc Ninh, thứ 6 tại Hải Phòng, thứ 7 tại Nam Định và chủ nhật tại Thái Bình. Và để có được công thức đề khoa học và đạt tỷ lệ từ 80 cho đến 90% cho bảng kết quả mở thưởng và giải đặc biệt của buổi chiều ngày hôm nay là thứ 6 của ngày 29 tháng 9. Thì lát nữa mình sẽ phân tích cho mọi người một vị trí công thức đường cầu giải đặc biệt dao động từ 10 cho đến 12 số, kết hợp với vị trí của cặp song thủ lô để cho mọi người tham khảo và chơi trực tiếp cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và đối với vị trí của đường cầu giải đặc biệt 12 số thì chúng ta có thể tham khảo và chơi cho 3 ngày cuối tuần là thứ 6, thứ 7 và ngày chủ nhật. Và trước khi chia sẻ cho mọi người cụ thể thì mọi người có thể cùng mình nhìn lại một chút về cái video mà mình đã chia sẻ cho mọi người những cái con số ở buổi trưa ngày hôm qua. Thì trên đây anh em có thể nhìn thấy cái video đầu tiên này này, đó, lúc 23 giờ trước, đó, mình có chia sẻ cho mọi người về vị trí của trạm tổng kết hợp với cặp song thủ lô. Song thủ lô thì mình không chia sẻ thêm bởi vì chúng ta cũng đã chiến thắng rồi. Như mọi người có thể nhìn thấy đây, thì đối với vị trí của đường cầu giải đặc biệt, đó, bắt đầu từ phút thứ 14 trở đi, mình có phân tích cho anh em về vị trí của đường cầu báo trạm tổng. Đó, thì mọi người có thể nhìn thấy khá là rõ ở đây. Đó chính là mình đã gửi đến tất cả mọi người đó, báo vị trí trạm tổng 08 và chơi vào ngày thứ 5 và ngày thứ 6, tức là ngày 28 và ngày 29. Và cặp kết thì mình có đưa ra cho mọi người ở đây và đã xuất hiện cái vị trí của cặp 8998 ở đây. Mọi người nhìn có đúng không ạ? Đó, về vị trí của cặp 8998. Còn đối với cặp song thủ lô thì chúng ta chơi cho ngày hôm qua nữa, đó chính là cặp 5665. Mình có nhấn mạnh cho anh em khá là rõ là nếu anh em nào chơi tiếp về song thủ lô thì mọi người lên vào cho mình, đó chính là cặp 5665. Thì ngày hôm qua thì cũng đã tiếp tục trả về vị trí của lô rơi là con số 56. Đó, mọi người nhìn rõ cho mình nhá, cặp kết này. Đó, cặp kết dàn 20 số, mình đưa cho mọi người dàn 20 số thì đã xuất hiện cái vị trí của cặp 898 ở đây. Vậy chúng ta chiến thắng được vị trí của, thứ nhất là trạm tổng chúng ta cũng có vị trí của trạm 8 này. Vị trí của cặp kết thì mình cũng đo đưa ra cái vị trí cặp kết này này, thì mình đưa ra là đa số tất cả những cái vị trí này đều nằm trong trạm tổng 08. Đó, mọi người nhìn thấy rõ rồi. Và kể cả ngay ở trên bảng mình cũng đã ghi khá là rõ ở đây. Đó, như mọi người có thể nhìn thấy đây. Đó, đây là cái bảng mà mình đã tổng hợp cho mọi người ở video buổi trưa ngày hôm qua, cũng khá là rõ ràng. Đó, vị trí của 898 đây, đúng chưa? Đây mọi người nhìn khá là rõ đây, vị trí của cặp 898 ở đây. Và vị trí của trạm tổng 08 này thì chúng ta cũng còn chơi cho buổi chiều của ngày mai nữa là ngày 29. Thì mọi người có thể chú ý cho mình vào cái dàn kết này, và cũng là vị trí của trạm tổng 08 này, cũng rất chi là dễ ra cái vị trí của trạm 0 cho buổi chiều ngày nay. Đấy là với cái góc độ nhìn nhận của quan điểm cá nhân mình. Còn đối với cặp song thủ lô đây, cặp song thủ lô mình đã chia sẻ cho mọi người rất là rõ rồi. Đây, cặp song thủ lô 5665 chơi cho 2 ngày là ngày thứ 4 và ngày thứ 5. Đó, thì bảng kết quả mở thưởng ngày hôm qua là ngày thứ 5, thì thứ nhất là cũng đã trả về chúng ta con số 56. Và kể cả cái ngày thứ 4 thì chúng ta cũng đã ăn 56 ở đây rồi, và 41 ở đây rồi. Cái ngày thứ 4 chúng ta ăn được cả lô và cả xiên 2, mình đã chia sẻ cho mọi người rồi. Và đến ngày hôm qua thì chúng ta cũng lại tiếp tục ăn 56. Nếu mà mọi người theo dõi kỹ video thì mọi người có thể biết được là mình chia sẻ luôn cho mọi người là nếu anh em nào mà chơi ở vị trí của lô thì mọi người nên lựa chọn vào cái vị trí của 5665. Đó, mọi người có thể là quay trở lại với video của buổi trưa ngày hôm qua mình phân tích cho anh em, mình nhấn mạnh cho anh em khá là rõ. Được chưa? Rồi thì mình mong rằng là mọi người hãy ủng hộ bằng những cái nút like và những cái nút đăng ký kênh. Đây, những cái nút like và những cái đăng ký kênh để video của buổi trưa ngày hôm nay đạt là 500 like mọi người nhá. Bởi vì chúng ta chiến thắng cả vị trí cầu lô cầu đề thì mình cũng mong rằng là mọi người hãy bấm cho mình một like nhá. Và anh em chiến thắng được những cái con số nào,
hay có những cái đường cầu nó đẹp. Nó ví dụ như bạn này, có những cái đường cầu nó đẹp này. Đó, bạn đã bình luận xuống bên dưới video để cho tất cả mọi người cùng tham khảo. Ok, rồi thì đó là những cái nhận định về video của buổi trưa ngày hôm qua và những cái chiến thắng của chúng ta. Và tiếp nối với đường cầu và những cái con số cho buổi chiều của ngày hôm nay, thì trước hết mình sẽ chia sẻ cho mọi người cầu lô, cũng chính là cái đường cầu mà đã báo cho chúng ta 5665 và chúng ta đã ăn 2 ngày là ngày thứ tư và ngày thứ năm. Thì ở vị trí đường cầu đó thì mình cũng sẽ phải nhắc lại cho mọi người đây. Đó, vị trí của 565 nhá, thì chúng ta cần phải nhìn nhận lại đây này. Đây, hình đây một chút nhá. Đây này. Đó, của G đặc biệt và G1. Đó. Giải đặc biệt và giải nhất nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi phân tích cho anh em cái đường cầu đó này. Ok. Thì với vị trí của cầu lô này thì chúng ta sẽ áp dụng vào bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm qua là ngày thứ 5 đây, để chúng ta sẽ nhận định cho buổi chiều của ngày hôm nay. Thì đối với vị trí đường cầu này thì chúng ta cũng có thể là đánh khung 2 ngày được, nhưng mà chúng ta cũng nên tập trung cho mình vào buổi chiều ngày hôm nay cũng là hợp lý. Thì với vị trí đường cầu song thủ lô này, thứ nhất là chúng ta sẽ chơi cho ngày hôm nay là ngày 29 và ngày 30 của tháng 9. Rồi, ở vị trí đường cầu này thì thứ nhất là tại G đặc biệt kết hợp với vị trí của G1. Thì lấy lại vị trí như thế nào? Đầu tiên là đối với giải đặc biệt. Đây nhá, đối với giải đặc biệt này thì mọi người lấy cho mình là con số đầu tiên. Nhớ cho mình là đối với giải đặc biệt lấy cho mình con số đầu tiên. Đây. Thì chúng ta có đây là con số 1. Tiếp tục đến với vị trí của giải nhất thì lấy cho mình là con số thứ 3. Nó xuất hiện đây cho mọi người là con số 9. Đó. Vị trí của con số 9 ở đây. Được chưa? Rồi, thì 1 kết hợp với 9, chúng ta có 191. Bởi vì đây là song thủ lô thì chúng ta sẽ có vị trí của 191. Và đặc biệt chúng ta có con 1 này. Vị trí của giải nhất chúng ta có con 9 này. Thì từ đây đi ra chúng ta có vị trí của cặp song thủ lô là 19 và 91. Đối với cái vị trí này thì mình cũng sẽ có cho mọi người những cái chú ý nhất định ở đây. Đó, có thể là tập trung, có thể tập trung vào buổi chiều ngày hôm nay thôi. Chung ngày 29 tháng 9. Đó. Có thể chúng ta có thể tập trung vốn và trực tiếp cho buổi chiều ngày hôm nay luôn đều được mọi người nhá. Đó. Về cái vị trí của cái công thức 5665 đây thì mình sẽ nhắc lại nhá. Bằng kết quả mở thưởng ngày thứ 2 đây. Đó, chúng ta cũng lấy cho mình vị trí giải đặc biệt này. Cái đường cầu 5665 vừa rồi mình ăn nhá, chúng ta ăn nhá. Đó, con số đầu tiên này của giải đặc biệt có con số 6 này. Vị trí của giải nhất chúng ta lựa chọn là con số thứ 3. Thì đây là dưới là 5. Thì 6 kết hợp với 5 chúng ta có phải là có vị trí của 656. Thì chúng ta ăn là 2 ngày là ngày thứ 4 và ngày hôm qua là ngày thứ 5. Đúng không ạ? Ok. Đó, đấy là mình đang nhắc lại cho mọi người. Còn đối với vị trí của đường cầu bạch thủ lô. Rồi, tiếp tục nhá. Về vị trí của đường cầu bạch thủ lô. Bạch thủ lô chúng ta cũng khung 2 ngày cho ngày thứ 6 và ngày thứ 7. Vị trí bạch thủ lô chúng ta cũng sẽ lựa chọn cho mình là khung 2 ngày. Thì cái đường cầu này nó nằm tại cái vị trí của gờ nào. Thì bây giờ sẽ, anh em đợi một chút này, mình sẽ đưa ra cho mọi người cái nhận định về cái cặp số, cái con số này. Bởi vì bạch thủ lô nó sẽ khác ở vị trí song thủ lô khá là nhiều. Cái lý do khác đó chính là chúng ta cần phải lựa chọn chính xác 100% ở cái vị trí đó. Bởi vì nếu chúng ta lựa chọn lệch cầu thì có thể nó sẽ không ra, hoặc có thể nó sẽ ra cái con số lộn lại. Thì đấy là cái điều cực kỳ đáng tiếc. Nên chính vì vậy thì chúng ta cũng cần phải có cho mình được cái vị trí nó thật là chính xác ở đây. Thì đối với vị trí của cặp con số bạch thủ lô thì chúng ta sẽ nhìn nhận cho mình con số 06. Cái lý do tại sao để lựa chọn con số 06 này thì mọi người để ý cho mình này.
cái vị trí của con số 60 ấy, thì cho đến cái thời điểm ngày hôm qua thì nó hiện tại nó đang ở vị trí là 4 ngày chưa ra. 4 ngày chưa ra thì tức là nó sẽ gần đẩy lên vị trí của cầu gan rồi. Nếu buổi chiều ngày hôm nay mà nó không ra con số 60 thì nó sẽ bị giam lại ở con số 60. Nhưng đối với con số 06 thì nó đã ra cách đây là ngày hôm đây, ngày hôm qua là ngày thứ tư, ngày hôm kia là ngày thứ tư, ngày vị trí ngày 27 tháng 9 nó ra là 06 hai nháy. Và tổng lượt về của nó đã tính khoảng mấy chục ngày quay trở lại đây thì nó tổng lượt về nó là 26 lượt. Nó cũng xấp xỉ và ngang ngửa với vị trí con số 60. Thế nên là một con gan và một con không gan để chúng ta lựa chọn bạch thủ lô thì đấy là một cái điều cực kỳ là hợp lý. Và để đánh giá được cái con số này nó ra đúng ở cái thời điểm nào thì nếu với cái vị trí của buổi chiều của ngày hôm nay con số 60 nó không ra thì điểm rơi chín nhất của bạch thủ lô 06 thì nó sẽ rơi vào buổi chiều của ngày mai, tức là ngày 30. Còn nếu mà ngày hôm nay 066 không ra cả cặp thì chúng ta cũng có thể là nghỉ luôn cho mình cũng được. Thì ở vị trí của đường cầu bạch thủ lô này thì đây, thì mình sẽ đưa ra cho mọi người nhé. Đó, nó cực kỳ là hay thôi. Đó, chúng ta lấy cho mình này cái vị trí của G3.2 nhá, G3.2. Chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của G4.2. Đó, cái đường cầu này là một cái điểm hay rất chi là trùng hợp. Thứ nhất là đều là ở bộ 2, đúng không? G3 đây chúng ta cũng là bộ 2 này, G4 chúng ta cũng là bộ 2, và đều lấy cho mình là con số đầu tiên. G3.2 là con số đầu tiên thì có đây vị trí là con số 0. Còn đối với vị trí của G4.2 đó, cũng lấy con số đầu tiên thì có là con số 6. Và vị trí của G3 đứng trước làm đầu lô tô, nên chính vì vậy thì chúng ta mới có được vị trí của bạch thủ lô ở đây, đó chính là con số 06. Đó, vị con số 06 anh em nhá. Rồi, C2 ở đây, cái vị trí C2 ở đây thì nó là một cái điều cốt lõi. Bởi vì khi chúng ta đã có được vị trí của song thủ và bạch thủ rồi thì C2 chúng ta sẽ lựa chọn cực kỳ là đơn giản. Thứ nhất là 06 kết hợp với 19 và 06 kết hợp với 91. Đó, chúng ta sẽ có hai cặp C2 nó cực kỳ cốt lõi đây. Và chúng ta có thể là lưu lại cho mình vị trí của đường cầu lô này. Rồi, đây là về vị trí đường cầu lô. Tiếp tục thì mình sẽ gửi đến mọi người đối với vị trí đường cầu giải đặc biệt. Thì ở vị trí đường cầu giải đặc biệt này thì nó chỉ có 12 số thôi, và chúng ta có thể là tham khảo cho 3 ngày cuối tuần. Mình cũng sẽ thống kê cái vị trí công thức đường cầu này chạy khoảng độ 3 ngày quay trở lại đây. Rồi, thì mọi người sẽ cùng mình nhé. Mọi người trước hết thì mọi người sẽ cùng mình quay trở lại với bảng kết quả mở thưởng của ngày 24 tháng 9. Đây là bảng kết quả mở thưởng ngày 24 tháng 9 này. Thứ nhất, mọi người lấy cho mình đó chính là G3.3. Lấy cho mình là hai con số đầu tiên. Đây là vị trí con số làm gốc G3.3 nhé. Rồi, chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của G5.5. Mình xin lỗi này, G5.4 trước, G5.5 và G5.6. Nhưng ở vị trí 3 gò này chúng ta lấy như thế nào? Thì thứ nhất này, G5.4 này, đó, 5.5 này và 5.6 này. Rồi thì bây giờ chúng ta lấy như thế nào? Tại vị trí của G3.3 lấy cho mình là hai con số đầu thì có đây là 1 với 7. Có 1 với có 7 nhá. Đây, tiếp tục G5.4 lấy cho mình là tổng hai con số đầu cộng lại với nhau. Đây, thì nó có là 2 với 3. 2 cộng với 3 nó sẽ là tổng 5. Tiếp tục G5.5 cũng lấy cho mình tương tự là tổng hai con số đầu cộng lại với nhau. Thì chúng ta có cho mình ở đây là vị trí của 8 với 9. 8 với 9 ở đây nó sẽ là tổng 7 mọi người nhé. Tiếp tục vị trí của 1 với 5 ở đây nó sẽ là tổng 6. Rồi, thì vị trí bảng kết quả mở thưởng của ngày hôm sau là ngày 25 báo cho chúng ta là con số 79. Thì mọi người để cho mình này,
nó chỉ nằm trong cái vị trí của chạm cứng ở đây. Đó chính là chạm 1 và chạm 7. Chúng ta có thể lựa chọn là chạm tổng là 1,7, đúng không? Đó, chúng ta có thể lựa chọn nằm trong vị trí chạm tổng, bởi vì như nãy mình đã nói là vị trí của gói 3.3 này thì chúng ta sẽ lựa chọn là vị trí của cái chạm cứng để kết nối với G4 và G5 và G6. Tiếp tục với cái công thức này, chúng ta áp dụng cho mình vào ngày 25 cho ngày 26 nhé. Rồi, thì vị trí của mình sẽ viết luôn này. Vị trí của G3.3 chúng ta có cho mình ở đây là 3,6 này. Chúng ta có 3,6 này. Kết hợp ở đây G5.4 tổng của hai con số đầu chúng ta có đây là 2,7. 2,7 nó sẽ là tổng 9. Tiếp tục, vị trí của 3,3 ở đây, mình xin lỗi là 3,6 đây, nó cũng là tổng 9 thì 9 đây đã có rồi. Và vị trí của G5.6, G5.6 đây, 9,7 nó sẽ là tổng 6. Chúng ta có 9,6. Kết nối với nhau thì chúng ta sẽ được là cặp 393, cặp 363, 696 và kép 6611. Thì đối với ngày 26 thì chạm với 36, thứ nhất là nó nằm trong cái vị trí của cứng đều là chạm 3, chạm 6. Tiếp tục về vị trí của dàn thì nó cũng có cái vị trí của cặp 3663 ở đây. Đó. Rồi, tiếp tục mình sẽ thống kê cho mọi người ngày tiếp theo là ngày 26, nhận định cho ngày 27 nhá. Thì vị trí của G3.3 ở đây chúng ta có cho mình là 0,14. Có 0,14 này. Kết hợp G5.4 tổng của hai con số đầu thì 3,4 nó sẽ là tổng 7. Tiếp tục này. G5.5 tổng của hai con số đầu là 5,8, nó sẽ là tổng 3. Và vị trí của G5.6 tổng hai con số đầu ở đây là 9,3, sẽ có chung là tổng 2. Chúng ta lại kết hợp lại với nhau thì sẽ có là 070, 030, 020, tương tự là 474, 434 và 424. Thì vị trí của ngày 27 báo cho chúng ta là giải đặc biệt trả về 47. Thứ nhất, nó nằm trong chạm 4, vị trí của chạm cứng. Thứ hai là trong dàn chúng ta cũng có được cái vị trí của cặp 4774 ở đây. Đã có được vị trí 4774 đúng không? Đó. Mình lại thống kê cho mọi người một ngày nữa. Đó chính là ngày 27, nhận định cho ngày 28. Đó, ngày 27 nhận định cho ngày 28 nhá. Thì ở vị trí của ngày 27 ở đây báo chúng ta ở đây đó chính là 1,8. 1 và 8 này. Rồi, tổng của hai con số đầu nằm trong G5.4 thì có đây là 0,5, chúng ta có tổng 5. Ở đây 6,3 chúng ta có tổng 9. Và 6,5 của G5.6 chúng ta có tổng 1. Rồi, kết nối lại thì có là 151, có 191, kép 11, 858, 898 và 818. Đó. Thì ngày hôm qua trả về chúng ta đó chính là 98. Thì thứ nhất, nằm trong vị trí của chạm 8. Thứ hai là cũng có cặp 898 ở đây. Đó. Bây giờ tại đường cầu chúng ta đang chạy cũng cực kỳ là thông rồi. Và cũng có cơ sở để chúng ta lựa chọn cho buổi chiều của ngày hôm nay. Và trước khi chia sẻ cho mọi người về cái công thức đường cầu này thì mình cũng xin nhấn mạnh cho anh em một chút là tất cả những cái đường cầu và những cái con số mình chia sẻ là hoàn toàn tham khảo và không có chuẩn 100%. Đó, mình chia sẻ trên đây để cho tất cả mọi người cùng tham khảo và mọi người cùng đưa ra ý kiến. Đó, thế nên là bây giờ mình sẽ phân tích cái vị trí của dàn đặc biệt này. Đây là dàn đặc biệt. Đó, để chúng ta chơi cho ngày thứ 6 cộng ngày thứ 7 và cộng với ngày chủ nhật. Mọi người nhá, liên nhớ cho mình thì đây chúng ta sẽ có cho mình là ngày 29, ngày 30 của tháng 9 cộng với ngày mùng 1 của tháng 10, để cho mọi người hiểu rõ là chơi ở những ngày nào. Rồi, đầu tiên thì chúng ta cần phải ghi ở đây trước, đó chính là G3.3 kết hợp này G5.4, 5.5
và 5.6. Thứ nhất là về vị trí của G3.3. G3.3 chúng ta có cho mình ở đây là 7.3. Có 7.3 này. Rồi chúng ta kết hợp cho mình với vị trí của G5.4. Lấy cho mình là tổng hai con số đầu thì nó là 5.6, nó sẽ là tổng 1. Tiếp tục này. Ở đây 1 với vị trí này G5.5 nhá, là 3.6 sẽ cho có cho anh em là tổng 9. Và với vị trí của G5.6 có cho mình là 5.0, chúng ta sẽ có là tổng 5. Và chúng ta đi kết hợp cho mình thì lúc này chúng ta sẽ có được cái dàn đặc biệt ở đây. Và chúng ta sẽ có được cái dàn đặc biệt ở đây nhá. 7 thì chúng ta sẽ có là 717, 797 và 757. Tương tự 3 thì chúng ta có 313, 393 và vị trí của 353. Đó, vị trí của 353. Đối với dàn này chúng ta sẽ có cho mình là dàn đặc biệt 12 số. Đúng chưa? Chúng ta có dàn đặc biệt 12 số này. Thì anh em có thể lưu lại cho mình. Rồi. Về vị trí của chạm tổng thì chúng ta sẽ lưu ý cho mình là hai cái vị trí này. Đây là chạm tổng. Về vị trí của chạm tổng nhé. Chạm tổng thì chúng ta sẽ có là chạm tổng 73. Và cũng lưu ý cho mình là chúng ta tham khảo này. Chúng ta tham khảo cho ngày thứ 6 cộng với ngày thứ 7 và cộng với ngày chủ nhật mọi người nhé. Ok, còn đây là vị trí dàn 12 số chúng ta có thể lưu lại cho mình. Và vị trí của càng. Càng thì chúng ta sẽ có cho mình là càng 38. Càng 38 thì cũng lưu ý cho mình là lựa chọn cho 3 ngày này. Vị trí của càng đầu 3 và càng đầu 8. Mọi người nhá. Ok. Cái vị trí của ngày thứ 6, ngày thứ 7, ngày chủ nhật thì nó cũng nằm trong cái tổng mà mình đã dự đoán cho anh em đấy. Đây này. Mình sẽ nhắc lại cho mọi người cái dự đoán về tổng đề nhá. Đó. Rồi. Thì hết sức mọi người lưu ý cho mình những cái vị trí cặp số kết. Mình sẽ đưa ra cho mọi người một số cái cặp số kết thì anh em có thể để ý cho mình là cái cặp 717 này, cái cặp 353 này, cái cặp 575. Đấy, mọi người để ý cho mình là ba cặp số này. Ok. Rồi thì vừa qua mình cũng có chia sẻ cho mọi người đầy đủ về vị trí của đường cầu Song Thủ Đô, vị trí của đường cầu Bạch Thủ Đô Xiên 2 và có cho mọi người về vị trí của dàn đặc biệt 12 số này. Và có vị trí của trạm tổng đây. Đó. Thì một lần nữa mình cũng xin gửi tất cả mọi người, đó chính là về thông tin Zalo và số điện thoại, để cho tất cả những anh em nào mà anh em đang bị bí số, anh em đang bị loạn cầu, mọi người cần cái sự hỗ trợ từ mình. Thứ nhất là ở trên Zalo thì mình sẽ hỗ trợ cho mọi người về đường cầu. Thứ hai là về con số. Và thứ ba là về phương pháp chơi. Có nghĩa là cái phương pháp chơi cũng cực kỳ là quan trọng. Đó. Và cái chúng ta cần phải có là có hai cái bước cơ bản, đó chính là đường cầu chuẩn và phương pháp chơi hợp lý. Nhiều khi chúng ta có được cái đường cầu chuẩn rồi nhưng mà phương pháp vào chưa hợp lý thì chúng ta cũng sẽ bị thua rất chỉ là dễ dàng. Đó, thế nên là mọi người cần phải hết sức lưu ý cho mình. Thì trên Zalo thì mình đều hỗ trợ cho mọi người tất cả những cái vấn đề như vậy. Và Zalo của mình là 0379 419 và 207. Nếu anh em không dùng Zalo hay không có Zalo thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp tới số điện thoại chúng mình đều được. Và ở đâu chăng nữa và công việc gì chăng nữa thì uy tín sẽ luôn luôn nhận được những cái sự chính xác nhất. Và thời lượng của video thì cũng như ngày thì mình cũng sẽ xin kết thúc ở đây. Và chúc tất cả mọi người là buổi trưa ngày hôm nay theo dõi video thật là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúc tất cả mọi người chiến thắng với tất cả những cái con số mà anh em lựa chọn hay tất cả những cái con số mình đưa ra cho buổi chiều ngày hôm nay và những ngày cuối tuần. Và cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video mình. Và hẹn mọi người ở những video tiếp theo. Chào tất cả anh em nhé.